Và mình là Thái Sơn Beatbox, thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về lân badge cho tất cả các bạn có thể xem. Và trên tay mình là một chiếc lân badge, nó còn bé hơn cả một cái găng tay của mình. Đây là một chiếc mà mình hay để vào trong túi, rất là di chuyển, rất là dễ chịu. Thì như các bạn hay xem ở trên YouTube thì mọi người gõ điên đảo các kiểu, thì bản chất của nó là cái gì? Thì Sơn sẽ giải thích cho các bạn như sau. Cái lân badge này nó phải nối với một thiết bị, ví dụ như là máy tính, có cái phần mềm như Sơn là Line Ableton. Đấy, Ableton Line 10. Hoặc là ở trên iPad có một cái ứng dụng, hay là iPhone, hay là trên Android đều có cái ứng dụng lân badge hay là gì đó, thì nó mới có thể tạo ra tiếng động được, chứ bản thân của nó thì nó không có tiếng. Đấy, thì như các bạn thấy ở trên phần mềm của Sơn thì có rất là nhiều cái ô màu sắc các kiểu, thì nó ứng với những cái màu trên này. Và mỗi màu đó thì Sơn nhét vào một cái âm thanh, hay là một cái đoạn nhạc, đoạn trống, đoạn bass các kiểu. Thì Sơn sẽ mở cho các bạn xem. Ví dụ đây này, cái hàng xanh này nhá. Rất nhiều ô để các bạn có thể thả vào, tuy nhiên tất cả đều phải cùng một cái tốc độ. Và giả sử như nếu như mà cái đoạn trống của cái này mà thích hợp với bass ở trên này, các bạn có thể đổi, ví dụ như sau. Đấy, ví dụ như là cái trống ở đây thì Sơn thích hơn, hay là đoạn percussion này Sơn thích hơn thì Sơn có thể chọn. Hoặc nếu như mà Sơn không thích trống ở đây, Sơn dùng cái trống khác mà Sơn có thể nhét vào để gõ như các bạn hay xem ở trên mạng, thì Sơn sẽ làm như sau. Đấy. Đấy, thì bây giờ Sơn sẽ mở lại đoạn nhạc lúc nãy. Và Sơn sẽ thêm cái đoạn trống mà Sơn vừa chọn nhé. Ok. Đấy. Các bạn thấy là Sơn đã bỏ tay ra mà nó vẫn còn cái tiếng trống nhé. Hoặc là chúng ta có thể thêm tiếng khác như hi-hat chẳng hạn. Hi-hat. Đấy, chúng ta đã có một cái đoạn, ví dụ như là đoạn cuối thì chúng ta thêm cái xèng phát nhé. Nó rất là tiện đúng không các bạn? Mà các bạn hãy để ý là cái này Sơn nhét trống thì nó là trống. Và ví dụ Sơn nhét một cái tiếng piano khác đi, thì nó sẽ như thế này. Đấy. Ví dụ. Đấy, thì vừa qua là Sơn đã giới thiệu cho các bạn những cái chức năng gọi là hết sức cơ bản. Tất nhiên là nó không phải là tất cả, nó có thể điều khiển volume, nó có thể điều khiển rất là nhiều thứ. Tuy nhiên ai mà muốn sản xuất nhạc hay là có những cái ý tưởng gì, các bạn muốn trở thành cái bài nhạc ngay, thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và tất nhiên các bạn phải có laptop để mà kết nối với phần mềm. Ví dụ như Sơn là Ableton Live, hay là chúng ta có thể sử dụng iPad, Android, tất cả đều có thể kết nối với cái này được nha các bạn. Đấy, đây là một trong những cái sản phẩm mà Sơn rất là recommend cho các bạn. Và nếu các bạn muốn tham khảo cái sản phẩm này, có thể click vào link ngay bên dưới của Sơn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Ha.